Xin chào quý bà con nhà nông. Bà con hãy cùng em tìm hiểu về một sản phẩm thuốc trừ cỏ trọn lọc hậu nảy mầm hiệu Elano 20EC. Đây là một giải pháp hiệu quả giúp diệt trừ các loại cỏ dại, bảo vệ cây trồng và đảm bảo năng suất mùa màng. Elano 20EC có thành phần chính là Cyhalofrop với nồng độ 200g trên 1 lít, cùng các chất phụ gia vừa đủ 1 lít với nhiều tính năng ưu việt như là diệt trừ hiệu quả cỏ đuôi phụng, cỏ lòng vật và cỏ lòng vật cạn, không gây hại cho cây lúa, cây trồng xung quanh và vụ sao. Thời gian phun xịt rộng, thông thường từ 7 ngày sau xạ, phun vét từ 20 đến 30 ngày sau xạ. Với hàm lượng hoạt chất cao và chất bám dính, Elano 20EC được hấp thu nhanh, hiệu quả không giảm dù gặp mưa sau 1 giờ phun. Hơn nữa, sản phẩm sử dụng hệ dung môi thế hệ mới, an toàn cho người sử dụng, động vật thủy sinh và môi trường xung quanh. Tùy vào từng thời điểm phun mà có những mức liều lượng khác nhau. Trước khi pha, bà con cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất để đạt hiệu quả tối ưu đó. Lưu ý, trước khi phun, mặt ruộng phải đủ ẩm hay xăm sắp nước. Sau khi phun, cho nước vào ruộng lúa một ngày sau xử lý và giữ nước liên tục trong nhiều ngày. Trên đây là những thông tin hữu ích mà em muốn gửi đến quý bà con. Để có những mức giá hấp dẫn, bà con hãy nhanh tay đặt hàng hoặc để lại số điện thoại phía dưới phần bình luận. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ gọi điện tư vấn chi tiết cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nhé.